Hello, xin chào các bác nha Ngày một của bên em đã về cái thước thủy mini của Milwaukee rồi nha các bác Và hiện tại cái hàng này đã phân phối chính hãng tại Việt Nam Trước kia thì anh em mua thì sẽ phải sách tay từ bên Mỹ về Và giá ở bên đấy nếu mà đổi qua tiền Việt thì nó sẽ hơi cao và Bây giờ hãng đã có mặt tại Việt Nam rồi Và sẽ có cái mức giá tốt hơn để cho anh em trải nghiệm nha Và mã của nó vẫn vậy Nó cũng sẽ dùng cái mã giống bên Mỹ là 48-22-5207 con này có chiều dài là hơn 15cm một chút Ở bên ngoài thì nó sẽ đóng gói vào một cái bao bì như thế này Còn đây là cái thước thủy Về cái chất liệu bên ngoài thì nó sẽ được làm kiểu như là bằng nhôm nguyên khối các bác Nên là cầm nó cũng khá là đầm tay Đây nhôm xong rồi nó phay này Đấy và nó sẽ có ba cái ống thủy cân bằng cho các bác Ống ngang không độ này, 45 độ và 90 độ này Cái ống này thì nó làm bằng nhựa thôi Còn toàn bộ phía ngoài này đều được làm bằng kim loại các bác nhé nó sẽ làm kiểu như là nhôm ấy, nhôm phay ấy. cầm cũng khá là thích tay mặc dù nhỏ nhỏ như này thôi nhưng mà cầm khá là đầm à, nó sẽ có chia vạch kẻ đo là đến 15 cm còn chiều dài tổng thể thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 17 cm cho cái thước thủy này và có nam châm mặt này thì nó sẽ có bốn cái cục nam châm để hít cho các bác khi các bác dùng ở những cái môi trường mà nó có vật liệu kim loại thì các bác có thể gắn lên đây ví dụ như thế này nó sẽ có 500 để gắn và bốn cái cục châm nên là nó sẽ gắn rất chắc nha các bác. ở à ngoài thì nó sẽ có sơn. Bản chất thì nó vẫn là cái nhôm màu trắng như thế này này, nhưng mà ở phía ngoài thì nó sẽ sơn màu xanh và có logo của Miyoki. Các bác nhìn quay qua một vòng nha. Nhìn rất là đẹp đấy, nhỏ nhỏ như này. để các bác nào kiểu như là sử dụng để làm cân bằng những cái đồ nhỏ nhỏ thì các bác có thể dùng cái thước này. Trên này thì nó vẫn có ghi mã số đầy đủ cho các bác. Công dụng thì nó cũng không có khác gì nhiều đối với những cái thước thủy bình thường à, Được cái là cái này là hàng của Milwaukee và nó Phay với lại thiết kế Tương đối là đẹp Cái này thì dùng chắc cũng khá là bền đấy các bác Tại vì nó làm bằng kim loại hết mà Và mức giá hiện tại của cái thước thủy này bên em đang bán chính hãng tại Việt Nam là 480.000 đồng Giá đã rẻ hơn khá nhiều so với hàng sách tay trước kia các bác sách về Và nếu mà các bác nào muốn đặt hàng thì em có để và link sản phẩm ở dưới phần mô tả để cho các bác đặt hàng nhé. Hoặc các bác cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại em để ở trên màn hình để cho các bác vào đấy để đặt hàng. Các bác cần tư vấn thêm thì em sẽ tư vấn thêm cho các bác. Còn nếu mà các bác đặt ở xa muốn đặt trực tiếp bên em ấy thì các bác cứ liên hệ số điện thoại nha. Thì em sẽ có ship siêu rẻ toàn quốc. Và nếu mà các bác nào ở gần thì có thể qua địa chỉ cửa hàng của bên em. Thì bây giờ đã có mặt tại cửa hàng để các bác qua để trải nghiệm rồi. Cảm ơn các bác rất nhiều nhé. Nếu mà các bác nào quan tâm về thước này thì cứ liên hệ em nhé. Cảm ơn các bác.